Đây, hàm rồng nhé. Hàm rồng hiện tại có hai loại, một loại là in hẳn này, còn một loại là cắt thủng luôn nhé. Cắt thủng này thì nhìn bên ngoài vào không cần độ bóng nó vẫn thành hình nên hình, còn cái này thì phải cần độ nghiêng ấy thì nhìn nó mới rõ rồi. Có hai loại này, cái loại in hẳn này thì nó khỏe hơn, chỗ này nó không bị rỗng mà. Cái bản này inox dày 2 ly nhé. Đây, còn cái này là thủng luôn. Thì nó có hai thành này chịu lực này. Nhưng mà thường thì cái này là để một là trang trí, với hai là nó chia tải sang hai bên ấy. Có nghĩa là sẽ có một cái hàm gốc bên kia với hàm này thì nó chia đều lực. Thì nó cái phần ngoài nó chịu lực ít thôi chứ không quá nhiều đâu. Nên là không sợ có vấn đề gì đâu. Ai thích cắt thủng này thì nhìn xa hay gần nó vẫn đẹp, vẫn nhìn rõ. Còn cái này thì phải nhìn gần nó mới rõ được, cái xa khi mặt khuất này, mặt tối bóng khuất này không nhìn rõ lắm đâu. Ừ.